iOS 15 được phát hành, nhiều người dùng gặp một số vấn đề lỗi trong iOS. Dưới đây là những vấn đề có thể gặp phải. FaceTime Share Play không thể chia sẻ vì chức năng này sẽ không có trong bản phát hành iOS 15 đầu tiên. Gặp khó khăn trong khi cập nhật và không thể thoát khỏi nó. Bộ nhớ iPhone gần đầy và không thể tải xuống chương trình cơ sở, văn bản trực tiếp Con 6 hoạt động sau khi cập nhật lên iOS 15, iTunes không thể chạy và không thể cập nhật bằng iTunes. Sửa lỗi và sự cố iOS 15 với Tenacity Reboot, tải xuống và cài đặt Reboot, phần liên kết dưới phần mô tả. Khi Reboot phát hiện thiết bị của, hãy nhấp vào Enter Recovery để đưa thiết bị của bạn về chế độ khôi phục tự động. Nếu thiết bị của bạn hiển thị logo USB to iTunes cổ điển, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ khôi phục thành công. Bây giờ hãy nhấp vào sửa chữa tiêu chuẩn và bạn cần tải xuống phần sụn, đảm bảo rằng bạn kết nối Internet tốt và tiếp tục kết nối thiết bị của bạn với PC khi tải xong. Nhấn vào bắt đầu sửa chữa tiêu chuẩn, nó sẽ dành khoảng 10 phút để chạy quá trình. Bây giờ thiết bị của bạn trở lại bình thường và tất cả dữ liệu vẫn còn nhé. Chia sẻ hữu ích nhé!